YouTube thả ga chỉ với 9K. Thật ra tôi thấy bạn Gian ấy, bạn ấy bức xúc vì tôi rất là lo bạn ấy đang bị hai thẻ vàng rồi. Và tôi đã dặn bạn rồi, tức là bạn ấy sẽ phải đá tiếp tục ở những trận đấu tiếp theo rất là quan trọng. Nên là tôi thấy bạn bức xúc thì không thể nào nói được. Và tôi nói tiếng Anh nó chuyển sang tiếng Lào, các bạn không nghe gì. Và trong vòng thay đồ thì tôi có nói các bạn là ở Việt Nam ấy, là các bạn khi trọng tài đã quyết định rồi ấy, là các bạn phải chấp nhận cái điều đó. Thì nó cứ nói là nó bị kéo người để phạm lỗi để dẫn đến cái tình huống đó. Thì tôi có nói là đầu tiên là lỗi cho bạn. Bạn làm cho người ta có cái cơ hội để người ta không bắt lỗi, đấy là do bạn. Nếu bạn đá sớm về cho thủ môn thì Rimario hay Văn Quyết thì cũng không thể tranh được. Nhưng đầu tiên là bạn có lỗi. Đấy, và bạn rất hiểu ra điều đó, và tôi nói là bỏ đi cho thì đi. Bạn bảo là tôi không thấy tại sao lại như thế. Tôi bảo ở Việt Nam tôi ấy, là trọng tài người ta bắt như vậy. Còn quê bạn tôi không biết. Nó bảo quê tôi không bắt. Và ok, thế thì hiệp 2 bạn nhớ là bạn thật bình tĩnh. Bạn không được mắc một cái thẻ vàng nào nữa. Thì tôi rất là mừng khi Gian sang hiệp 2 thay đổi hoàn toàn. Bạn ấy gần như tôi cho bạn một gần như một ly bia lạnh ấy để bạn tỉnh. Thì bạn ấy rất là may là bạn không bị thẻ vàng. Thật ra trong bóng đá thì khi một trận đấu mà các em thi đấu rất là tốt, mà nếu mà có kết quả hòa thì nó sẽ xứng đáng hơn cho các em ở trận đấu ngày hôm nay. Vì tôi nghĩ là hôm nay mọi người xem thì đều thấy là đội Hùng Lĩnh Hà Tĩnh đá với đội Hà Nội, với khi ở hiệp 2 là tôi chơi đối công. Và tôi nghĩ là ít có đội bóng nào ở V-League mà chơi với mà để Hà Nội đẩy vào Hà Nội vào cái thế mà căng thẳng như thế này. Tôi nghĩ tôi chưa có. Vì tôi hiểu Hà Nội, nghĩa là chưa đội bóng nào đẩy được, nhưng tôi biết là thời điểm tôi đẩy, và tôi thấy là các em làm rất là tốt, chỉ rất tiếc là không có bàn thắng gỡ hòa. Bạn trận đấu hôm nay là cái trận đấu bản lề với câu lạc bộ Hà Nội mà nó cũng sẽ rất khó khăn. Các bạn biết là Hùng Lĩnh Hà Tĩnh người ta không có cái gì để mất, người ta chơi đầu tiên thì cũng cố gắng để cắt bụi trận đấu, nhưng mà khi có bàn thắng rồi thì người ta chơi tất tay, thì nó cũng là cái rất khó khăn cho câu lạc bộ Hà Nội khi mà có những cái cơ hội mà không tận dụng được, nâng lên 2-0 thì cái gần cái phút cuối nó rất khó khăn. Tôi nghĩ tình huống đấy không phải là phạm lỗi, tôi nghĩ tình huống đấy là cái cầu thủ đấy bị chấn thương. Tôi nghĩ cái cầu thủ đấy chấn thương, cái cầu thủ chỉ làm phép sinh, cái cầu thủ đấy tự nhiên đang đá nó chừng lại. Đấy, chứ còn nếu mà tôi quan sát thì là như thế thì phép sinh. Cơ hội dành cho đội khách. Bóng được trả ngược lại tuyến này. Và trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một bàn thắng là đủ để cho câu lạc bộ Hà Nội có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ngày nay, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Tôi nghĩ rằng đấy là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nghỉ về cái trận đấu đấy. Tôi nghĩ rằng sau trận đấu đấy đang còn 2 trận đấu nữa. Thì các bạn biết rằng đang còn câu lạc bộ Hà Nội còn đá với Sài Gòn, mà Viettel còn phải đá Quảng Ninh, và câu lạc bộ Viettel còn đá với Sài Gòn tại sân Sài Gòn. Thì tôi nghĩ rằng cái thời điểm đấy và cái điểm số như thế này thì chưa nói lên bất cứ một điều gì. Thì các bạn nghĩ rằng thời điểm này thì cái cơ hội vô địch của tất cả các đội đều, đội nào cũng đều có cơ hội. Quảng Ninh, Viettel, Sài Gòn hoặc là Hà Nội đều có cơ hội. Tôi nghĩ rằng mùa giải năm nay phải đến vòng cuối cùng. Thì với là đội nào vô địch thì các bạn biết rằng chỉ có một trận thắng thôi, nó sẽ thay đổi rất nhiều cục diện. Thì tôi nghĩ phải đến vòng cuối cùng. Vì lúc này thì miền Trung quá khổ. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thì tất cả mọi người đều biết. Thời gian để mà về và đá bóng này thì bản thân tôi cũng rất buồn, là vì khi mình tổ chức ra ấy, là người dân đang rất khổ. Và tôi nghĩ là cái trận đấu tới này ấy, mà đá Hà Tĩnh thì chắc chắn là không được. Và tôi nghĩ là đội bóng của tôi sẽ đồng hành cùng ban tổ chức, đá bất cứ ở đâu, nơi đâu thì đội cũng phải thi đấu cho xong giải và phải hoàn thành giải đấu. Còn đâu là với tôi nghĩ thì Hà Tĩnh lúc này thì quá khó khăn, và sắp sửa đón một cơn bão tiếp theo nữa, thì tôi nghĩ là rất là vất vả cho người dân, và lúc này không ai nghĩ đến thể thao. YouTube thả ga chỉ với 9K.